Mình làm cái ngôi nhà tiểu cảnh này để trồng cây làm được khoảng tầm 60% rồi mà vứt xó 2 tháng nay, bận quá chưa làm được. Không biết giờ Tết có thời gian làm không. Cái này thì mình làm bằng bìa Formex rồi mình sơn các bạn ạ. Đấy, cũng rất là dễ thôi. Mỗi tội mất thời gian tí. Còn thiếu cái tường, cái cổng với cả cái phía bên đằng sau ấy để trồng cây nữa. Nó như kiểu sau nhà ấy, như kiểu một cái vườn ấy các bạn, cũng làm hình theo kiểu như này này. Khi nào hoàn thiện thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Công việc của ngày chủ nhật đây các bạn ơi. Chiều qua thì mình đã nhổ được một nửa chỗ cây này rồi. Ở đây thì có mấy cây mai chiếu thủy ngày xưa mình mới chơi ấy. Mình mua cành về mình dâm. Đấy, cành thì nó kiểu như này này. Đấy, xong rồi mình cứ để dài ngoãng này mình dâm. Rất là dại. Để dài như vậy thì nó không có dáng thế gì cả. Đấy thì rất là khó để làm một cái cây đẹp được. Hôm nay thì có thời gian thì mình đào lên. Đấy ngày xưa mình còn sợ nó chết ấy. Mình còn để nguyên cái bầu này, sợ bỏ cái bầu ra mà không biết trồng là nó chết. Nhưng đúng thật luôn, ở đấy không biết chơi bỏ cái bầu ra có cây chết thật. Ngày xưa thì mình trộn đất này, sơ dừa với cả cát. Đấy, mình trấu nữa, mình cho vào cái bầu này xong mình dâm cái cành ấy. Nó lên được rồi thì mình bỏ cả cái bầu đấy mình chôn luôn xuống đất luôn. Thực ra như thế thì nó cũng rất là an toàn, cây nó không chết. Đấy, nhưng mà nếu mà các bạn biết thì các bạn có thể xé cái bầu ra, các bạn đặt xuống được, không cần phải để cả cái bầu như này. Để cả cái bầu nhỏ nhỏ như thế thì nó lại phải ăn ra ngoài. Nhìn chung thì cây nó sẽ khó phát triển hơn là các bạn gỡ cái bầu ra. Còn cái quan trọng nhất thì là có hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là mình làm như này thì cái đế nó không đẹp. Đấy, vì cái ở phần bên dưới cái rễ nó còn rất là dài phần thân ấy, mình chưa xử lý. Đấy, không được cái đế nhá. Còn cái phần thân này các bạn nhìn thấy không? Cây nó mọc rất là dài như này. Đấy. Nhìn nó rất là khó để có thể định hình. Đấy thì các bạn phải cắt ngắn đi thì các bạn mới có thể làm được cái cây nó đẹp. Đấy là lý do thì mình nhấc lên như này. Chứ còn nếu mà bình thường thì làm đúng rồi thì cứ để cho nó to cũng được. Cái rễ nó phát triển cũng ok. Sau ổn rồi thì mình nhấc lên mình cho vào cái bồn hoặc cái chậu to thì mình uốn và tạo chi cành. Hôm qua nhổ được gần hết chỗ hồng hoặc mai rồi, thì còn mấy cây này là mình dâm cành đấy. Ngày xưa cũng dâm cũng cắm sâu quá, nên bây giờ cũng phải gỡ lên này. Tuy là để rất là lâu rồi, không có nhiều tác dụng nhưng ít ra thì cái rễ nó mọc rất là nhiều như này rồi. Thì về sau cũng có cái bộ đế trông thế thôi nhưng mà cái đế nó mọc đều phết các bạn ạ, không có bị hụt phía nào luôn. Xong rồi thì về sửa lại. Đấy các bạn thấy chưa, nó còn thừa một đoạn thân như này này. Đấy mình phải cắt sát vào. Đấy, về sau thì mới có được một cái phôi đẹp. Mấy cái kiểu như này thì đơn giản nhất thì làm cái bài thôi, còn nếu không thích thì mình sẽ tạo những cái khúc cua xong làm những dáng cây khác. Nói chung là cứ cắt ngắn đi rồi sẽ làm được rất là nhiều cây đẹp thôi. Cắt giật vài lần thì nó sẽ có những đường cong rất là đẹp luôn. Khi mà mình làm phôi thì mình cũng nên cắt gọn lại cái rễ, rễ nó sẽ lại mọc ra tiếp. Nhưng mà khi mọc ra thì cái rễ nó sẽ trẻ nhánh ra. Đấy thì nhìn nó sẽ đẹp hơn các bạn ạ. Cây nó nhiều rễ cám rễ con này thì không phải lo, nên là cứ cắt đi cho nó gọn, cây nó vừa đẹp mà nó đỡ rối. Hầu như thì mình mua giống thôi chứ mình không có mua cái cây phôi đẹp đâu, toàn mua cành rồi hoặc cái này thì mình có mua vài nhánh chiết. Đợt đó thì mình mua tầm hết 100.000. Đấy, xong mình về mình cắt ra, nó kiểu người ta cho là dài mà. Về mình cắt ra xong đầu mình lại dâm cành thì mình lại được thêm rất là nhiều cây. Nhìn chung là các bạn mua vài nhánh thì các bạn có thể dâm được cả vườn. Hồng Ngọc Mai cũng vậy, mình mua vài cái cành to xong mình dâm ra cả đống luôn. Đấy thì các bạn không có giống ấy, thì các bạn cứ mua trên mạng này. Hoặc là các bạn xin được thì càng tốt, không thì mua trên mạng về sau đó là mình nhân giống thôi. Còn muốn có cái đẹp thì rất là tốn tiền. Đấy, nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn mua phôi đẹp luôn.
Còn không thì các bạn cứ mua cái cành ấy, cành to hoặc là cây con cũng được. Cành to thì về dâm, còn cây con thì các bạn có thể uốn định hình. Khi nó còn bé thì về sau mình có một cái cây nó điệu hoặc là dáng quái. Đấy là tùy các bạn cách uốn thôi. Cái này nó mọc thêm cái rễ này, trông như cái rễ rủ ở cái cành này. Đấy, nhìn cũng khá là ok, thế mình sẽ giữ lại cái rễ này. Hồng ngọc mai mà có cái rễ này trông như kiểu cái đa ấy. Dáng cũng khá hay các bạn nhỉ. Sửa lại được một ít gốc mai chú thủy này. Thì nhìn chung là được mỗi cái đế thôi. Còn lại nó vẫn chỉ là cái cành. Thì mình sẽ trồng và mình nuôi lại. Loại này là mai chú thủy là trung. Ở trước mình thấy nó cũng ra hoa các bạn ạ. Nhỏ nhỏ này ra hoa đấy. Bông rất là to luôn. Còn mấy cái cành hồng ngọc mai mình cắm cành nó phát triển tùm lum, nhìn sửa lại nhìn cũng ổn các bạn ạ. Đấy, rất là nhiều dáng, nhìn cũng quái quái đấy chứ. Mấy gốc hồng ngọc mai thì mình không có uốn cái gì luôn các bạn nhá. Mình trồng từ cái cành dâm đấy. Mình lấy cành mình dâm để tự nó mọc lung ta lung tung như này này. Đấy. Có cây nhìn cũng ổn đấy, hầu như cây nào nhìn cũng ok đấy. Đấy thì đơn giản lắm, các bạn cứ lấy cái cành các bạn cắt vừa vừa thôi. Nếu mà cành nó nhìn nó lạ lạ các bạn dâm xuống được. Cứ trồng xuống đất rồi vứt đó tầm 5 đến 6 tháng sau các bạn quay lại thì các bạn cũng có cây để chơi rồi. Mấy cái cành mai châu thủy này thì mình tiện mình cắt nốt mình dâm cành luôn. Thả nó vào cái nước kích rễ này. Sau đó là mình đánh luống mình trồng như kiểu là trồng rau ấy. Phá được một ít hồng ngọc mai với cả mai châu thủy mà cũng được khá nhiều cây này. Ra vườn thì còn thấy cái dâu này. Trước mình dâm cành rồi mình cứ để ở cái bầu ấy. Mình có tưới nước đâu. Thế mà nó chả chết. Thấy nó héo lá rồi nó rụng. Mình cứ tưởng nó tèo ấy. Nó không tèo các bạn ạ. Rất là khỏe luôn. Cái đợt mà nó hanh khô ấy, đúng một tháng mình không tưới luôn, không mưa tí gì. Nó rụng hết sạch lá và nó bị hỏng mất mấy cái cành. Thế mà nó không chết, sau đó là có ẩm ẩm một tí nó lại lên. Nên hôm nay mình lấy cái cạp mình sửa lại một tí cho nó. Sau đó là mình uốn định hình. Bỏ rằng trước nhà thì mình sẽ tưới. Mình bận nhiều lúc mình không có thời gian tưới cây luôn đấy các bạn. Nên nhiều lúc mà ép cái chậu mà mini, siêu mini thì chịu. Mấy hôm là chắc là chết luôn á. Nên là không có thời gian cứ trồng cái chậu to to một tí. Hoặc là mình sẽ trồng cái đất đỡ phải tưới. Cây này thì nó cũng kiểu như cây bài các bạn ạ. Đấy. Kiểu cây trực lắc đấy. Thì mình định hình luôn từ đầu như thế rồi. Thì bây giờ mình uốn lại cho nó rõ thôi. Nuôi cho cành nó to ra rồi mình lại cắt giật sau. Đấy, video này thì giúp kinh nghiệm cho bạn mới chơi. Nếu mà các bạn cắm cành ấy, cành to cành bé thì các bạn cũng lấy nó ngắn ngắn thôi. Đấy thì các bạn tính nó vừa vừa thôi, về sau nó mọc lên thì nó hợp lý, đừng lấy dài ngoẵng như mình các bạn nhé. Các bạn mà không có phôi thì các bạn cắm cành như mình này, sau đó là các bạn cứ nuôi cho thật to ra, sau đó là các bạn lại nhổ lên như mình này, sau đó là bỏ vào cái chậu, sau đó là mình nuôi lại. Thì về sau mình mới có thể uốn nắn được, chứ mình cứ để dưới đất là rất là khó, vì dưới đất thì nó che mất cái bộ đế, với cả dưới đất thì cái ánh sáng nó không đủ cho cây. Cây nó cứ mọc thẳng lên thôi. Những cái cành thấp thì khả năng là nó không đủ ánh sáng và nó dễ bỏ cành lắm các bạn ạ. Mấy cây nó có rễ rồi ấy thì mình sẽ cho nó vào cái bầu đất như này. Đấy, thì bên dưới mình sẽ trộn thêm phân. Cái này là phân gà với cả phân vịt mình ủ với chấu, ủ mục rồi. Nhìn chung là chịu khó tưới một tí thì ok thôi. Đấy, cái dâu nó có quả luôn rồi các bạn này. Đấy, thì còn cái hồng mai này thì mình sẽ trồng này. Còn những cái kia mình cũng sẽ trồng như này. Nhưng mà rất mất nhiều thời gian nên là mình không có quay. Mình quay tạm một cây cho các bạn xem thôi. Có dễ trồng rồi thì quá đơn giản rồi. Cứ thế mà trồng bình thường thôi. Đất thì các bạn cứ kiếm đất tơi vào. Rồi các bạn đập nhỏ ra. Trộn thêm một tí chấu vào. Có sơ dừa thì các bạn cho thêm một ít. Có than tổ ong thì các bạn cũng cho thêm vào. Để cho nó thoáng.
Còn không có thì thôi. Đấy, các bạn cứ đặt xuống đất, dễ nó ăn qua cái bầu rồi nó đâm xuống đất cho nó khỏe. Kết thúc ngày cuối tuần, chúc các bạn xem video vui vẻ.